Xin chào mọi người, tiếp tục với diễn biến bộ phim Tây Hành Kỷ phần 5. Ở video trước, chúng ta đã được chứng kiến trận chiến giữa Cuồng Vương La Hầu và Như Lai Đại Thần. Kết quả cuối cùng là cả hai bên đều thiệt mạng. Tuy nhiên, trận chiến vừa xảy ra lại không phải ở hiện thực mà là không gian do Như Lai sáng tạo ra. Tuy là huyễn cảnh, nhưng Như Lai đã thôi diễn theo hiện thực. La Hầu thì cho rằng nếu chiến đấu thực sự thì kết quả chắc chắn sẽ khác đi. Dù có thiệt mạng thì hắn vẫn không sợ, bởi vì con đường mà hắn đi chỉ có thể nghênh đón cái chết. Như Lai tiếp tục thuyết phục La Hầu ngừng đánh thiên giới. Hai tộc ký kết hiệp ước hòa bình. Muốn làm được chuyện đó thì điều kiện trước tiên cần phải đạt được, đó là đánh bại ba vị vương khác để thống nhất Atula. Hồi nhỏ, hắn từng muốn thay đổi quy tắc của Atula, bây giờ lại được Như Lai thuyết phục. Hắn đưa ra điều kiện, trước khi được nhìn thấy Đế Thích Thiên thì vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu. Điều này cũng đồng nghĩa rằng thiên binh phải rút lui vào trong. Chuyện rút quân, Như Lai đã nhờ và sát tâm an bài. Nhưng mà ý định đó lại khiến cho vài người không bằng lòng, nhất là Quảng Mục Thiên Vương. Nhưng vì lệnh của cấp trên nên không thể làm trái được, thế là ông ta đành phải hô hào binh lính rút lui. Phía ba hướng còn lại cũng bất đắc dĩ phải rút quân. Đại quân Atula thừa thế xông lên, Bảo Linh Thượng Tôn ở phía sau yểm hộ thiên quân rút lui. Thời gian cấp bách, cô quyết định phá hủy các bức tường đá để làm chậm thế tấn công của kẻ địch. Cô sử dụng thần lực phục sinh lại các chấn thiên đồng nhân. Bọn họ đồng loạt đứng dậy, cầm lên trụ cột rồi bổ xuống tường thành, phá hủy các bức tường. Dư chấn lan ra xung quanh đẩy lùi đại quân Atula. Các thiên binh bị thương được đưa tới một cái hồ nước để tắm rửa. Hồ nước này có tác dụng chữa trị thương thế nên số lượng thiên binh đi tới càng lúc càng đông. Bọn chúng tỏ vẻ không đồng tình với hành động lui binh của sát tâm Quan Âm, còn lớn tiếng nói rằng Đế Thích Thiên giao quyền cho hắn là một sai lầm lớn. Xui xẻo cho mấy tên lính muốn bàn tán chuyện thiên hạ là sát tâm cũng có mặt ở đây và nghe được toàn bộ những lời không tốt về mình. Kết quả là những người bàn luận đều bị giáng chức vì tội hiên ngang bàn luận về cấp trên. Phía bên ngoài cung điện, các đại thần cũng không thể ngồi yên được nữa khi mà đại quân Atula đã tiến sát vào thiên cung. Bọn họ muốn Đế Thích Thiên ra ngoài chủ trì đại cục. Đế Thích Thiên ở bên trong thảo luận với Chỉ Quốc Thiên, trong lòng ông đã có quyết định. Về phần La Hầu, bây giờ đã không còn trở ngại nữa. Hắn hô hào các đấu sĩ xông lên, rất nhanh đã đi tới trước cửa cung điện. Đấu sĩ Atula hào hứng muốn lao xuống chặt đầu đám thiên thần. La Hầu thì vẫn thản nhiên, hắn chậm rãi tiến lên phía trước. Quảng Mục Thiên Vương cùng thiên binh đi ra chặn đường không cho tiến vào trong. Một bên thề sẽ thủ hộ thiên cung đến hơi thở cuối cùng. Bên còn lại thì rất muốn xông lên trao đổi chiêu thức, đánh cho thiên thần không thừa mảnh giáp. Đúng vào lúc tình thế đang căng thẳng thì Như Lai đã xuất hiện và tiết lộ mục đích La Hầu đến đây để ký kết hòa ước. Quảng Mục Thiên Vương tỏ rõ sự tức giận. Đến lúc này ông ta mới biết Như Lai chính là kẻ chủ mưu cho chuyện này. Ông ta không tin tưởng vào đám người Atula. Hòa hiệp với bọn chúng chính là bán đứng thiên giới, bán đứng tất cả chiến sĩ đã chiến tử. Các thiên binh cũng đồng tình với lý lẽ của Quảng Mục. Dù có chiến tử thì bọn họ cũng tuyệt đối không khuất phục. La Hầu lúc này cũng bộc lộ chiến ý. Atula hô hào xông lên, phía thiên binh cũng hô hào nghênh địch. Tưởng rằng lại nổ ra thêm một trận chiến nữa, thì Đế Thích Thiên đã lên tiếng yêu cầu dừng tay. La Hầu cũng ra hiệu đấu sĩ dừng lại. Ông bước ra ngoài đối mặt với Cuồng Vương rồi bày tỏ thái độ muốn ngừng chiến. La Hầu muốn nghe lời tuyên bố, thế là Đế Thích Thiên phải tự mình tuyên bố kết thúc cuộc chiến với đại quân của La Hầu. Điều này khiến cho các thiên binh lẫn các đấu sĩ Atula được một phen bất ngờ. Các thiên binh thì cảm thấy uy nghiêm của thiên giới đã mất hết. Họ cũng không còn cơ hội để báo thù cho các chiến sĩ đã hy sinh. Có tinh thần như vậy là rất tốt, nhưng nếu cuộc chiến vẫn còn tái diễn thì chính bọn họ và thiên cung sẽ là bên bại trận. Các đấu sĩ Atula giống như bị một gáo nước lạnh vào mặt. Mới phút trước, còn đang định đánh một trận đã tay, hạ sát thống khoái, giờ lại phải dừng chiến. Nhưng mà đây chính là mệnh lệnh của vương nên bọn họ chỉ còn cách nghe theo. La Hầu giơ đao về phía Đế Thích Thiên để uy hiếp. Nếu như ông trái lời thề thì hắn sẽ biến thiên giới thành biển máu. Đế Thích Thiên không ngần ngại lập lời thề. Đến đây thì La Hầu cũng tin tưởng. Hắn quay về phía các đấu sĩ rồi tuyên bố kế hoạch phá cũ lập mới, đánh bại ba vị vương còn lại để thành lập một quốc gia mới, thống nhất toàn bộ Atula. Các đấu sĩ nghe vậy, liền lấy lại tinh thần. La Hầu nhắc nhở rằng không ai được nhúng tay vào trận quyết đấu giữa hắn và những vị vương khác. Thiên thần dám nhúng tay vào thì mình ước ngừng chiến sẽ hết hiệu lực. Tuy rằng nguy cơ đã tạm thời được hóa giải,
nhưng Như Lai vẫn như cũ lo lắng, bởi vì mối uy hiếp của ba vị vương khác là rất lớn. La Hầu mà bại trận thì công sức ngày hôm nay sẽ đổ sông, đổ biển. Bảo Linh Thượng Tôn giờ đây đã an tâm, có Cuồng Vương liên minh với thiên thần thì tình hình chiến đấu cuối cùng đã có chuyển biến tốt. Đáng tiếc rằng lớp sóng này chưa qua thì lớp sóng khác lại đến. Cô và Đạo Đức Thái Tôn cảm nhận được Nguyên Thủy Ngọc Tôn đã lấy được Vĩnh Hằng Chi Hỏa và đang trên đường tiến về bỉ giới. Đạo Đức Thái Tôn cực kỳ tức giận vì hành động này. Ông ta và Bảo Linh Thượng Tôn lập tức chạy tới ngăn cản Nguyên Thủy Ngọc Tôn. Cùng lúc này, đại quân của Khổ Vương cũng đã bay tới thiên cung. Một lão già đại thần dùng thần lực dựng ra bức tường nhằm ngăn cản thế tiến công của đại quân Atula. Bức tường trong mắt Khổ Vương chỉ là trò trẻ con. Hắn ra lệnh cho đàn em xông lên phá hủy tường thành. Đúng lúc tiến lại gần thì Khổ Vương lập tức giật mình. Hắn cảm nhận được một cỗ sát khí mạnh mẽ. Còn chưa kịp phản ứng thì một luồng kinh lực đã phá vỡ bức tường rồi đánh thẳng về phía hắn. Người xuất thủ không ai khác ngoài Cuồng Vương La Hầu. La Hầu trực tiếp tuyên chiến với Khổ Vương. Thấy đối phương kiên quyết như vậy, Khổ Vương cũng chiều ý. Hắn ta biết rằng giữa các vương rồi cuối cùng cũng phải có một trận quyết chiến. Vậy thì hôm nay chiến đấu tại Thiên Cung cũng là một ý kiến hay. Nói rồi, hắn bạo phát ra một luồng khói độc. Các đấu sĩ Atula ở gần đó mải hóng chuyện nên không kịp bỏ chạy. Chỉ cần chạm vào làn khói liền ngã xuống. La Hầu vung đao chém ra nhiều luồng kinh lực sắc bén. Tuy nhiên, Khổ Vương lại sở hữu khả năng linh hoạt. Hắn dễ dàng tránh né toàn bộ công kích. Kinh lực do La Hầu chém ra dễ dàng phá hủy một tòa nhà. Nếu như bị đánh trúng thì xác định trọng thương nghiêm trọng. Một bên tấn công bằng sức mạnh tuyệt đối, bên còn lại thì sử dụng tốc độ linh hoạt để đối phó. La Hầu hoàn toàn không làm gì được Khổ Vương. Cơ thể hắn ta giống như làn khói, trước khi đao chém xuống thì đã hóa thành làn khói tránh né. Sau đó bất thình lình vòng qua phía sau tặng một trường độc vào lưng. Sau khi bị trúng chiêu, tốc độ và sức lực của La Hầu đã chậm đi rất nhiều. Nhưng mà Cuồng Vương vẫn mặc kệ và liên tục lao đến tấn công. Hắn ta vừa bỏ chạy vừa tranh thủ phóng ra nhiều luồng khí độc. La Hầu lại nhảy lên bổ xuống một kích khủng khiếp. Khổ Vương không kịp tránh né nên chỉ có thể dùng sức mạnh ngăn cản. Ngay sau đó hai bên lại chuyển sang đánh tầm xa. Khổ Vương phóng thích khí độc ra xung quanh. La Hầu thì đứng tại chỗ vung đao và luồng khí độc. Hàng trăm luồng kinh lực được chém ra, sức mạnh quá khủng khiếp. Khói độc bị đẩy lui hoàn toàn, cơ thể hắn cũng bị kinh lực chém trọng thương. Không chịu thua, Khổ Vương quyết định tung ra tuyệt chiêu, phóng thích độc tố trong người ra ngoài. Phạm vi bao trùm đã rộng hơn trước vài lần. Rất nhiều đấu sĩ không kịp lui ra xa, kết quả là bị khói độc thôn phệ. Chỉ cần bị làn khói chạm vào người, độc tố sẽ lập tức xâm nhập vào động mạch, rồi theo máu lan ra toàn cơ thể. La Hầu bị bao phủ hoàn toàn bên trong làn khói. Các đại thần của Thiên Cung chứng kiến được chuyện này cũng tỏ vẻ bất an. Nay được tận mắt chứng kiến sức mạnh của Khổ Vương thì há hốc mồm ngạc nhiên. Giờ mới chịu thừa nhận sức mạnh của Atula hoàn toàn là những quái vật có sức mạnh kinh khủng. La Hầu chỉ còn biết xoay hai thanh đao thành vòng tròn để xua đuổi độc và đám côn trùng bên trong làn xương độc. Nhưng vẫn còn rất nhiều côn trùng bay tới chích vào người. Cứ tiếp tục như thế này cũng không phải là cách. La Hầu đành phải chơi liều một phen. Thay vì chống đỡ thì hắn quyết định hấp thu toàn bộ độc vào cơ thể. Một ý định quá táo bạo. Tưởng rằng Cuồng Vương sẽ bị độc giết chết, ai ngờ vẫn bình an vô sự. Điều này làm cho Khổ Vương bất ngờ không dám tin nổi. Chưa để cho hắn hết bất ngờ thì Cuồng Vương đã lao tới tấn công phủ đầu. Khổ Vương ngưng tụ ra đôi cánh bằng độc, rồi phóng những chiếc lồng vũ phản công. Sau đó tuyên bố rằng trận chiến đến đây nên kết thúc rồi. Hắn ta sử dụng ra tuyệt chiêu. Đôi cánh sau lưng biến hóa thành khổng lồ, bốc cháy dữ dội. Hàng trăm hàng ngàn chiếc lồng phóng ra ngoài bay tán loạn. Những đấu sĩ Atula bị trúng chiêu lập tức trở thành cái xác. La Hầu dùng toàn lực thi triển tuyệt chiêu giam cầm hư không. Đây là chiêu thức đã từng được sử dụng để quyết chiến với Tôn Ngộ Không. Mọi thứ ở trong phạm vi của chiêu thức đều bị làm chậm xuống 100 lần. La Hầu chỉ cần sách đao nhảy đến bổ vào người Khổ Vương. Như Lai có Bất Diệt Kim Thân cũng không chịu nổi những cú bổ đầy uy lực. Khổ Vương chỉ là cơ thể máu thịt thì làm sao chống chịu nổi đây. Hắn ta bị đánh rơi xuống nóc tòa nhà. Dù rất không cam lòng thì cũng không thể làm gì được. La Hầu nhẹ nhàng vùng đao tách cái đầu của hắn ra khỏi cơ thể. Đám đấu sĩ dưới trướng Cuồng Vương hô hào vui mừng. Còn đàn em của Khổ Vương thì như rắn mất đầu. Atula có truyền thống đi theo cường giả. Thế là bọn họ đã quy phục vào hàng ngũ dưới trướng La Hầu.
Về phần Thiên Cung, dù đã hợp tác với La Hầu thì bọn họ vẫn phải đề phòng cẩn thận. Thế là Sát Tâm đã an bài một nhóm thiên binh tình nhuệ để sẵn sàng ứng phó nếu như có biến cố xảy ra. Ngay sau đó, đại quân Trảm Vương cũng hành quân tiến vào Thiên Cung. Huồng Vương nhanh chóng bay đến gặp gỡ Trảm Vương. Nhìn thấy chiến đội có cả quân đội của Khổ Vương, Trảm Vương nhanh chóng nhận ra bà chị đã bị đánh bại. Điều này khiến cho Trảm Vương cực kỳ phẫn nộ. Nói nhiều cũng vô ích, La Hầu nhanh chóng rút đao, sẵn sàng một trận quyết chiến. Diễn biến trận chiến sẽ có trong video tiếp theo, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.